Xin chào mọi người đã đến với podcast của Minh Triệu. Chị có bao giờ làm một cái điều gì đó điên rồi không tình yêu? Nó rất là sợ chứ không phải là cũng đáng đời. Cái miệng em hổn quá hổn. Đối với chị, nhu cầu hạnh phúc nó cao hơn nhu cầu kiếm tiền. Hồi nhỏ em đi học á, lúc nào cô cũng bán vốn á, lớn lên á em yêu ai á, người ta cũng đi bán vốn mà em á. Đương nhiên mà không thể đánh người đó đâu. Không có một cái gì đẹp đẽ mà mình không hy sinh. Gọi là mình có thể dùng cái từ nó hơi tiêu cực một tí là mình ghét ấy. Tự nhiên em nhìn lại ba em ấm như hôm mà. Mẹ em không biết tại sao. Mình cảm thấy mình cảm thông nhiều hơn và mình nên sống với hiện tại nhiều hơn. Lúc mà mình ở vùng trũng á, mình không có cần gì nhiều hơn một cái ôm. Em luôn muốn là một ngày nào đó em sẽ đi cầu hôn người ta hả? Chứ sao? Bây giờ mình còn sồn tới sồn lui thì làm sao mà sau này mình có con mình dạy cho con mình bình tĩnh được. Trời ơi, em nói gì vậy? Không, em kêu em chạy ra khỏi. Bạn này nói là bạn này là bồ em biết bạn này không? Đó chị em trả lời gì? Không quen. Đúng không?